này có tiêu đề là Cà phê tuyển thủ Tiêu Ăn, Phượng Hoàng lửa tái sinh trong đấu từ đấu cho tàn. T1. Hả? Tiêu Ăn gì? T1. Hả? T1. Cái tên sáng chói nhất trong những ngày tháng 4 trên bầu trời Liên minh huyền thoại. Chức vô địch LCK lần thứ 10 trong lịch sử tổ chức. Và đó cũng là chức vô địch thứ 10 của riêng cá nhân Faker. Kể từ mùa hè 2013 rực lửa, lao dốc cũng như suy tàn của Quỷ Vương bất tử. Nhưng các fan của riêng anh chẳng dám chối cãi. Bởi từ mùa giải 2018 cho đến hiện tại, Faker chưa một lần trở lại vị thế nhà vua thế giới. Dòng thẩm định thời gian nghiệt ngã là thế, nhưng với đẳng cấp của một huyền thoại, anh biết cách vượt qua, trỗi dậy một lần nữa. Để rồi T1 giờ đây đang ngừng ngực khí thế tiến đến MSI. Và hôm nay, Cà phê Liên minh sẽ mang đến cho các bạn Cà phê tuyển thủ đặc biệt. Chúng mình không nói về tổng thế sự nghiệp của Quỷ Vương, thay vào đó là một góc nhìn khác về số phận và hành trình của Faker ở những năm tháng khủng hoảng bậc nhất. Và sự hồi sinh trở lại như Phượng Hoàng lửa vươn lên từ đống tro tàn. Nếu mà nói tổng thể về sự nghiệp Faker thì nó rất là dài, clip chắc phải đến tầm gần tiếng đồng hồ. Thế nên là đây chỉ là một clip nói về những cái nốt trầm trong sự nghiệp của Faker và hiện tại thì Faker đã trở lại như thế nào thôi. Này thì một phần thôi các bạn. Còn bây giờ thì let's go. Để nói về sự lao dốc của Faker, chúng ta phải kể đến năm 2017, nơi mà tại trận chung kết SKT đã thất thủ 0-3 trước Samsung Galaxy. Dù trước đó tại bán kết, đôi cánh Galio của Quỷ Vương đã gồng gánh cả SKT trong xuyên suốt loạt BO5 với Royal Nugget Kim Bắc. Dẫu vậy, với đà tâm lý hưng phấn đang lên, DJ SKT huy hoàng vẫn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường để tiếc nuối. Khoảnh khắc Ruler tốc biến, chói trúng Karma của Faker đã đánh dấu sự sụp đổ của một đế chế và của cả một tượng đài eSports. Không thể phủ nhận rằng tại kỳ chung kết thế giới năm đó, Bang và Warp đã không còn là chính mình của 1-2 năm về trước, khi bộ đôi này mắc quá nhiều lỗi, và Huni cũng chẳng phải là đường trên vĩ đại như Marin để có thể đảm nhiệm trọng trách như là bậc tiền bối. Những giọt nước mắt của Faker đã rơi, đó là những giọt nước mắt tiếc nuối, và dường như đó cũng là những giọt nước mắt dự đoán trước tương lai hẩm hiu của anh cùng tổ chức. Năm 2018, SKT thậm chí còn chẳng thể tham dự một giải đấu quốc tế nào. Đến 2019, họ được kỳ vọng sẽ vực dậy FGK tại MSI, nhưng rồi SKT lại tan vỡ trước Jiju một cách khó hiểu. Đến với chung kết thế giới tham dự một... Cái lap này là lap rất bị ám ảnh nha các bạn. Cái lap này là lap cực kỳ bị ám ảnh. Đây là một trong số những năm gọi là chuyển nhượng thất cầm và đã bại nhất của SKT từ trước đến nay. Và sau đó mỗi lần chuyển nhượng xong người ta lại nhắc đến đội hình 2018. Mỗi lần họ đôi một tuyển thủ team 2 nào đó lên. Như kiểu năm 2020 chẳng hạn. Khi nhắc đến 2020 người ta lại nhớ lại là 2018. Ở năm 2020 là ai? Là Kana. Ở Kana lại có phải là Than 2.0 hay không? Rồi khi mà đẩy Honor lên người ta cũng có nói có phải là liệu rằng lại phải là Blossom lại... Các cái rừng, nói chung là từ sau khi Bengi đi thì rừng Tiêu Ăn chưa ổn. 2019 thì là một năm chuyển nhượng bùng nổ, không nói làm gì rồi. Nhưng mà 2020, 2021 đẩy các cái player team 2 lên. Năm nay thì thêm cả Zeus cũng khi mà đẩy lên cũng bị đặt một dấu hỏi rất là lớn. Và người ta bị ám ảnh năm 2018 này anh em này. Cái năm này là năm cực kỳ ám ảnh. Blank với Blossom thôi rồi. Đánh tới cái mức mà Whoop còn phải xách Sejuani ra van và đi rừng. Một giải đấu quốc tế nào. Đến 2019 thì cũng họ xuống được kỳ vọng sẽ vực dậy FGK tại MSI, nhưng rồi SKT lại tan vỡ trước Jiju. Xem đánh thì vẫn có hy vọng, nhìn nó vẫn có cái gì đấy nhưng mà 2019 SKT cuối vẫn cùng là được bán kết, không làm được gì cả. Nhưng họ lại chịu thất thủ trước Jiju Esports một lần nữa. Dù trong ván đấu thứ tư, SKT có lúc sở hữu đến 4 con rồng nguyên tố, một lợi thế không hề nhỏ. Ngay tại phút 31 của ván đấu, Quijana của Faker đã có bước di chuyển cực kỳ sai lầm, để rồi anh nhanh chóng bị các thành viên Jiju hủy diệt. Đó là tiền đề để Jiju lật lại ván đấu, góp phần tiện SKT rời giải trong sự thất vọng của toàn thể người hâm mộ. Ghim nhá, ghim mấy G2 nhá, ghim mấy G2 2019 nhá, từ MSI đến chung kết thế giới nhá, ghim. Hôm trước vô địch xong lại còn vén quần lên, còn nguyên chữ Tiêu Ăn chưa dám gạch đấy anh em. Năm 2018, SKT sau sách xác đến MSI nhá, đã nỗ lực trẻ hóa đội hình. Huni, Pinus là những người phải ra đi. Than, Untara luân phiên thi đấu ở vị trí đường trên. Blank này đã có thêm Blossom trong vai trò dự bị. Wolf đã có được Efort chưa lửa. Và tất nhiên Faker vĩ đại vẫn là người chơi đường giữa. Mùa xuân 2018,
SKT T1 có mùa giải tương đối tệ. Họ chỉ có được 9 chiến thắng sau 18 trận đấu vòng bảng, một thành tích không thường thấy trong lịch sử cựu vương thế giới. Longju Gaming đổi tên thành Kingzone Breakers. Họ bay cao trên bảng xếp hạng khi có thêm người cũ của SKT là Peanut. Africa với đội hình 10 người cũng kịp về thứ hai vòng bảng, trong khi Super Team KT Roadster xếp ở vị trí thứ ba. SKT, PSV và Rogue Tiger đều đồng hệ số 9 trận thắng, nhưng nhờ vào thành tích đối đầu trực tiếp, Faker và các đồng đội đã có được vị trí thứ tư. Fan SKT đều tin rằng một hành trình leo tháp lại sẽ bắt đầu và SKT T1 sẽ trở về ngôi vương vốn con có. Dây của Khan. Điều đó hoàn toàn không sai, bởi ngay ở mùa hè năm 2017, họ cũng đã có cú comeback ngoạn mục, nhưng may mắn không đến liên tục như vậy. SKT bước vào loạt BO3 đầu tiên của vòng playoff, đối đầu với KSV, đội tuyển hậu thân của Samsung Galaxy, kẻ đấu tái hiện trận chung kết. Không, cái đợt đấy tôi có xem cái clip này rồi, cái clip mà Koma ngồi feedback, tôi không nhớ cụ thể là content nó như thế nào, nhưng mà tôi đọc thì tôi cũng thấy thâm. SKT T1 sẽ trở về ngôi vương vốn có. Khúc này này các bạn. Điều đó hoàn toàn. Cái khúc mà Koma ngồi feedback với Huni á và nói rằng đây là lỗi của Huni, là lỗi Huni không đánh được tướng chứ không phải là lỗi do con tướng yếu. Đừng cảm thấy không sai. Cảm thấy hơi xấu hổ một chút khi nói vậy như vậy, nhưng mà bởi ngay ở mùa hè này, đọc cái dòng sub này anh em này, vấn đề là kỹ năng của cậu không phải tướng, ok. Năm 2017, họ cũng đã có cú comeback ngoạn mục. Nhưng mà nếu câu chuyện là như cũ thì cứ cấm sen đi. Không đến liên tục như vậy. Hơi xấu hổ một chút nhưng mà cấm sen đi. Hơi xấu hổ một chút là mình đánh không ra chất tướng nhưng mà cấm đi. Từ đấy tôi cũng đọc được cái câu này của Koma và tôi cũng thay đổi một chút cái suy nghĩ về cái công việc làm huấn luyện viên và công việc làm phân tích viên anh em. SKT bước vào loạt BO3 đầu tiên. Cái cách người Hàn người ta giải quyết vấn đề là như vậy. KSV, đội tuyển hậu thân của Samsung Galaxy, kẻ đấu tái hiện trận chung kết thế giới 2017. Khi hai đội đang cùng nhau lao dốc, KSV chứng tỏ phanh của mình không đủ chắc chắn. Họ thất bại 1-2 trước SKT. SKT vào vòng 2 đối đầu với đối thủ duyên nợ là KT Roadster. Họ thậm chí từng hủy diệt đối thủ ở mùa giải năm ngoái. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. KT thắng nhẹ nhàng 3-1. Đội hình SKT tỏ ra không đủ sức đương đầu với đối thủ, đặc biệt là sự bất ổn đến từ toàn bộ đội hình, kể cả 2018, đúng rồi, năm 2018. Năm đấy còn có sự nổi lên của mấy team như kiểu Refin nữa. Refin ở đấy nó đánh từ team 2, nó đánh từ hạng 2 lên, nó đánh như smurf dài. Và KT 2018 là một thế lực. Giữa Antara từ 2017 sang 2018 cũng lại là một cái nốt trượt rất là dài của Antara nhá. Nếu các bạn có xem đợt 2017 ấy, có một đợt mà người ta vẫn còn đang hỏi là liệu rằng Antara hay Huni sẽ là người đi chung kết thế giới. Và những cái vòng đấu cuối thậm chí còn tôi còn nghĩ là Antara sẽ là người đi chung kết thế giới luôn. Tức là ngày đó đội hình của SKT chỉ được, đội hình của Hàn chỉ được mang 6 người đúng không các bạn nhỉ? Đúng không? Có dự bị dừng là Peanut với Blank rồi thì top chỉ được mang một là Antara hoặc là Huni thôi. Và quyết định cuối cùng của Koma lại là mang Huni. Huni thì ngày đấy được đánh giá theo kiểu là một người có thể đánh lên tầm 9,5-10 điểm. Nhưng mà lâu lâu sẽ bị 6-7 điểm. Còn Antara lúc nào cũng tầm 8 điểm, 8 điểm rưỡi, tầm tầm đấy. Và Antara đánh rất là chắc nha. Nhưng mà sau đó sang 2018, kiểu như sau khi không được đi chung kết thế giới, nó có một cái vấn đề gì đó với Antara. 6 người. Chỉ được mang 6 người thôi anh em ạ. Là dự bị đi rừng là Peanut là không có mang theo top được. Thì đợt đấy Antara kiểu như không đi chung kết thế giới xong cái về đánh mùa 2018 nó xuống hẳn. 2017 đánh vẫn ghê nha. Sang 2018 Antara đánh xuống kinh dị luôn. À đó có là Faker. Bị bật bãi khỏi FCK mùa xuân, SKT quyết tâm quay lại trong mùa hè. Lần này, lực lượng còn hùng hậu hơn với 10 người trong đội hình. Đáng chú ý nhất chính là Pyron, người chơi dự bị của Faker. Còn Orianna của Pyron, mãi mãi chịu kiếp dự bị cho Quỷ Vương. Không, được đánh. Đến, bất ngờ từ tập thể cho đến cá nhân. Được đánh, Pyron được đánh. SKT lao rất không phanh, Faker xung trận không hiệu quả. Tất nhiên các nhân tố khác cũng bị chỉ trích không kém. Nhưng vị thế của Faker khiến anh chịu áp lực khủng khiếp hơn rất nhiều. Nhất là trong tình thế, Pyron như cứu cánh thực thụ cho các trận Faker dự bị. Kết quả thu lại, SKT T1 đạt được thành tích tệ bậc nhất trong lịch sử với vị trí thứ 7 chung cuộc sau giai đoạn vòng bảng, không đủ điều kiện tham dự playoff cũng như chung kết thế giới cùng năm. Có phải nói thêm rằng SKT khi đó bị ảnh hưởng quá nhiều bởi meta. Thời điểm chiến thuật thế giới lên ngôi, SKT không có người đi rừng chất lượng. Một Blank tăng hoa đã trở thành chú bé đần. Một Faker không còn giữ được đỉnh cao phong độ. Bộ đội đường meta thì toàn Vladimir với cả đã hết thời. Cái meta này chỉ có ruler đánh Ezreal bot thôi anh em ạ. Chỉ có ruler đánh xạ thủ ở bot thôi. Không có một người đủ sức carry trong meta. Dep cũng đánh AP hết à. Đã khiến SKT chơi như vô hồn bất định. Thêm vào đó, linh hồn đội tuyển là Faker không thể tiếp tục gồng gánh. Tất cả mang đến một mùa giải đáng quên cho SKT T1.
Nát, nói chung năm 2018 là một năm nát bét. Xong 2018 thay máu nguyên đội hình rồi. Make SKT T1 great again. Mùa giải 2019, SKT xây dựng đội hình trong mơ với hàng loạt hào thủ. Hòng mang về vinh quang thế giới, về lại với LCK sau một năm khu vực Đài Bắc. Những câu hỏi như SKT mạnh hay Hàn Quốc mạnh xuất hiện ngày càng nhiều. Áp lực vô hình đó đã đè nặng lên đôi vai của Dream Team SKT. Khan đường trên, Clip đi rừng, Faker đường giữa. Áo màu này là áo màu 2019 này anh em. Xạ thủ hỗ trợ. Một đội hình đủ sức làm khuynh đảo cả giải đấu. Sự thật đã chứng minh đội hình mới của SKT có thể làm nên chuyện. Họ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai, xếp ngay sau Griffin hủy diệt. Nhưng đó cũng chỉ là liều thuốc tâm lý biến SKT càng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo thể thức thi đấu bậc thang, SKT T1 ngồi sẵn ở vòng 3 và kẻ thách thức họ chính là Kingzone Trigger X. Dòng xanh trông có vẻ mạnh khi hạ gục Đam Won 3-0, nhưng họ cũng trở nên nhỏ bé vô cùng trước SKT sau thất bại với cùng tỷ số. Thời điểm đó, truyền thông không ngớt lời ca ngợi Chovy rằng đây là thiên tài mới nổi, sẵn sàng kế thừa ngai vàng số 1 của Quỷ Vương đã hết thời. Còn fan cứng của Faker thì vẫn tin tưởng vị thần sẽ có thể trở lại. Kết quả trận chung kết mùa xuân là điều bất ngờ lớn nhất giải đấu. 3-0. SKT hủy diệt Griffin chỉ trong 3 ván và triều đại Faker. Mùa sau mùa hè là 3-1. Còn kẻ thách thức Chovy lại lầm lũi chờ đến mùa hè. SKT T1 ra biển lớn tham dự MSI 2019 được tổ chức tại Việt Nam và Đài Loan với tư cách ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Cuộc đối đầu giữa SKT và IG còn là trận chiến được mong chờ nhất giải đấu. Tại sân sân đấu GG Stadium quận 7, SKT T1 trở thành nhân tố làm nền cho chiến thắng hủy diệt của IG. Bởi một đội hình quá thiếu sát thương ở đường dưới, SKT còn thua. Ủa khoan, nó lấy VOD nhầm à? Mà không phải là GG nhá, nếu cái trận IG với cả trận SKT là cái trận đánh ở tại trung tâm hội nghị quốc gia anh em ạ. Ở GG Stadium chỉ đánh vòng play-in là trận Phong Vũ. Trận Phong Vũ đánh với mấy thằng ngang ngố đúng không? Cái trận mà IG đánh với cả SKT mà cái trận mà con Sona của Teddy đúng không? Là cái trận đấy đánh ở trung tâm hội nghị quốc gia nhá. Còn đây là VOD của trận G2 mà ta. Thua thêm 2 trận ở vòng bảng trước di trụ eSports, báo hiệu một mùa giải vô cùng trông gai. Ghét của nào chơi trao của ấy, SKT dợ di trụ nhất lại đụng độ di trụ ngày bán kết. Và kết quả như cả phía Liên Minh đã đề cập ở trên. Đó là những ký ức đau buồn cho tất cả các fan SKT T1 nói chung và Faker nói chung. Đài Loan là đánh playoff anh em ạ. Mùa giải 2020, Đài Loan là đánh với G2. Vô địch LCK mùa xuân, nhưng đến mùa hè họ lao dốc không phanh và để mất luôn cơ hội tham dự chung kết thế giới. Với sự thất bại liên tiếp trong nhiều năm, SKT mùa giải 2021 đã không có nhiều sự bổ sung nhân sự. Họ chỉ mang về hỗ trợ Kyria từ Dragon X. Bên cạnh đó là trọng dụng những nhân bổ sung nhân sự. Họ chỉ mang về hỗ trợ Kyria từ Dragon X. Oh, phê vãi. Bản hợp đồng này giá trị vãi trưởng. Bản hợp đồng bom cơ mà nó tấn luôn anh em ạ. Bản hợp đồng kinh các mẹ nó điển luôn đấy. Một cái bản hợp đồng này thôi là đã thấy nó khỏe lắm rồi. Bao nhiêu năm các bạn đếm nãy giờ đấy ạ, từ 2018 đến bây giờ. Từ 2018 đến cái thời điểm này của video clip. Nó mới ra được một bản hợp đồng đấy anh em ạ. Bên cạnh đó là trọng dụng những nhân tố trẻ như Kana, Kumayushi, Elim. Hai tên tuổi lớn nhất trong đội hình chính là Faker và Teddy. Mùa xuân năm 2021, tại trận đấu ra quân với Hawala Esports, Closer là cái tên được ra sân cho đội hình xuất phát. Người ta không ngớt lời bàn tán chỉ trích đội tuyển. Tại sao không cho Faker đánh? Phải chăng T1 đang tận dụng Faker vào việc quảng cáo, quảng bá thương hiệu thay vì sử dụng anh với mục đích là tuyển thủ đường giữa của đội? Thế nhưng trong trận đấu đó thì Closer làm cực kỳ tốt vai trò của mình khi cậu song phẳng với Chovy, ngôi sao đường giữa hàng đầu Hàn Quốc. Với Galio, Irelia, Closer đã giúp SKT có được chiến thắng 2-1 trong ngày ra quân mở màn. Trận đấu tiếp theo dường như được rất nhiều người mong chờ khi T1 đối đầu với nước kêu vô địch thế giới là Buồn Gây Mình. Không để người hâm mộ thất vọng, Faker đã được ra sân. Ván đấu đầu tiên, Faker chọn cho mình Azir đối đầu với Yone của Showmaker. Anh liên tiếp có những cú insert đầy đẹp mắt. Trong đó có một tình huống là bàn đạp để Kumayushi ghi cú Pentakill đầu tiên tại LCK mùa xuân 2021. Vẫn là con Azir, nhưng trong ván thứ hai sau đó, dù có rất nhiều lợi thế, nhưng SKT vẫn thất bại chung cuộc 1-2. Kịch bản tương tự diễn ra trong trận T1 với Gen.G, khi mà T1 vươn lên dẫn trước trong ván 1 và thất bại tại ván 2 và ván 3. Và rồi những diễn biến tiếp theo sau nói đó trong DK năm 2021 vẫn là một DK khủng khiếp anh em ạ.
có thể nói 2021 là một của T1. Faker thì nếu không hề tệ, anh vẫn đảm bảo một giai đoạn đi đường ổn và giữ vị trí tốt trong giao tranh. Nhưng chúng ta dần cảm nhận được rằng Faker lạc lõng so với các đàn em trẻ. Nếu mà có DK 2021 đánh với T1 2022 mới phê anh em ạ. Tuổi. Cái đội này lên thì đội kia xuống. Vừa đảm nhiệm vai trò người đội trưởng co-team, vừa mang trong mình trọng trách carry khi khó có thể để anh hoàn thành tốt. Anh cần phải xử lý quá nhiều thông tin trong khoảnh khắc chớp nhoáng. Thế nhưng Faker đã 25 tuổi, cái tuổi mà không nhiều pro gamer còn thi đấu đỉnh cao. Có thể kỹ năng anh không hề thua kém ai, nhưng sự nhanh nhạy và chuẩn xác đã giảm đi phần nào. Một vài fan lo lắng rằng Faker có thể sẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc ra nước ngoài thi đấu. Một số khác thì nghĩ anh chỉ đơn giản là cần được nghỉ ngơi và sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao của mình. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng sự sa sút của Quỷ Vương trong 1-2 năm trở lại đây phần nào gây ra những khó khăn cho đội tuyển giàu thành tích nhất Liên minh Huyền Thoại. Và thành thực mà nói, không thể phủ nhận rằng Faker đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao của mình nữa. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Faker đi xuống như vậy. Nhưng rõ ràng kể từ năm 2013, đây là lần đầu tiên mà người ta không còn nhắc anh như là người chơi đường giữa số 1 thế giới. Faker đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong sự nghiệp của mình. Và một lần nữa, câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Faker? Lần đầu tiên Faker đánh mất phong độ chính là năm đầu tiên ngay sau khi giải ra mắt. Anh cùng SKT vô địch Hot Six Champions mùa hè 2013, đồng thời vô địch chung kết thế giới và đạt danh hiệu người chơi đường giữa số 1 thế giới cũng trong năm đó. Tuy nhiên năm 2014, với sự nổi lên mạnh mẽ của Samsung, Faker đã cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu ổn định. Không thể đổ hết lỗi lầm năm đó lên Faker. Tất cả đồng đội của anh thi đấu đều dưới sức của mình. Nếu nói điều đó ảnh hưởng không ít đến màn trình diễn của Faker thì cũng không có gì là sai. Nhưng không thể phủ nhận Pao của năm đó thực sự quá xuất sắc. Chứ anh đã khiến hình ảnh thần thái lật lại về sau nữa trong mắt người hâm mộ vơi đi ít nhiều chỉ sau một trận đấu. Sao lật lại 2014 nữa nhỉ? Anh tại khu vực đại chiến 2017. Còn nhớ khi đó Faker đã phát biểu đầy tự tin rằng chẳng một khu vực nào xứng làm đại chiến với LCK cả. Và rồi, thứ mà anh khiến người ta nhớ tới nhiều nhất chính là thất bại của Hàn Quốc. Đó chỉ là hai trong số nhiều lần sa sút của Faker. À, ý là nói về những sa sút trong quá khứ hả? 2022, Faker là một lần nữa là đầu tàu của T1 trong hành trình tìm lại ngôi vương. Quý vương bất tử cùng 4 chàng kỵ sĩ trẻ lên đường sông pha nơi đầu sóng ngọn gió. Mùa xuân này, không ai nghĩ rằng Faker khúc này thì hơi lan man một chút. Khúc này thì kiểu như nhắc về hai lần bị xuống phong độ của Faker trong quá khứ thôi. Nhưng cách chơi giạt cánh của anh đã và đang mang lại hiệu quả cho T1. Anh lùi về sau, sắm vai playmaker, nhường sàn diễn cho các đàn em. Chúng ta được chứng kiến owner trưởng thành ra sao khi kết hợp cùng Faker. Wumanyushi tỏa sáng thế nào nhờ vào bước lùi của người chú trong gia phả. Khả năng đi đường của Faker không thể hiện qua những chỉ số cụ thể. Thêm vào đó, anh dùng bản lĩnh của mình để khóa chặt mũi nhọn bên phía đối phương, dù đó là Showmaker hay là Chovy. Bên cạnh đó, cái tên Faker luôn luôn là hàng hot trên thị trường chuyển nhượng, bất chấp phong độ của anh có ra sao. Thậm chí CEO Joe Mas của nhà T1 còn hé lộ, Faker từng từ chối lời đề nghị 20 triệu đô mỗi năm từ phía LPL để ở lại thi đấu T1. Hơn 450 tỷ Việt Nam đồng mỗi năm là con số khó lòng khiến ai phớt lờ, duy chỉ có Faker. Faker giờ đây không chơi vì tiền, vì thậm chí anh còn là chủ tịch của T1. Thứ mà Faker cần là làm dày thêm thành tích đồ sộ của mình cũng như lịch sử đội tuyển. Đây là đức tính đáng quý mà không nhiều siêu sao Liên minh Huyền Thoại có được. Sẽ là quá thừa thãi nếu kể lại hành trình T1 trở thành T20 vĩ đại hay Faker có chiếc cúp thứ 10 trong sự nghiệp ra làm sao. Faker chắc chắn là tuyển thủ lớn tuổi nhất của LCK góp mặt tại MSI năm nay. Điều này cũng một phần nói lên rằng Faker hiện tại đã là một tuyển thủ lão làng. Kể từ 9 năm trước, khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, thì giờ đây Faker đang đứng ở bên kia sở giúp sự nghiệp một cách lặng lẽ. Thậm chí cũng có nhiều người hâm mộ của Faker cũng dần nhận ra rằng rồi một ngày nào đó họ cũng phải chấp nhận việc Faker sẽ phải giải nghệ. Faker hiện tại như là một người dẫn dắt cho thế hệ trẻ đàn em trên chuyến hành trình chinh phục đỉnh cao vinh quang của Liên minh Huyền Thoại. Dù không phủ nhận sự thật rằng Faker đã vượt qua giai đoạn khá khủng hoảng trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên không vì thế mà niềm tin cũng như tình yêu của fan dành cho anh sẽ mất đi. Tất cả chúng ta đều mong muốn rằng một lần nữa anh sẽ vượt qua tất cả và trở lại với danh hiệu người chơi đường giữa số 1 thế giới. Hay xa hơn đó là T1 sẽ có được Grand Slam trong năm 2021, bao gồm hai chức vô địch quốc nội, danh hiệu MSI và cúp Summoner lịch sử. Và điều đó là sự thật. Faker sẽ có đến 3 lần lên đỉnh MSI và 4 lần chạm tay vào chức vô địch chung kết thế giới. Nhưng dù không thể có được những danh hiệu trên đi chăng nữa, thì những gì mà Faker đã làm được cũng đã là thành tích đáng tự hào, khiến chúng ta phải cảm thán và nể phục. Để trở thành người chơi số 1 thế giới trong đội tuyển số 1 thế giới đã khó,
nhưng để lên đỉnh nhiều lần và duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm liên tiếp thậm chí còn khó hơn. Thời điểm SKT 2014 bước vào giai đoạn thoái trào, chị em nhà Samsung, hay nói đúng hơn là bộ đôi đường giữa Pau và Dade, nổi lên như kẻ thế vị thần độc Faker. Liên tiếp là những thất bại thuộc về Lee Sang-hook, chúng ta không khỏi tự hỏi rằng liệu Faker có thể trở lại hay lại sẽ như những cái tên khác dần rời xa ánh đèn sân khấu. Nhưng rồi cũng chỉ một năm sau đó, tất cả đã hiểu rằng ai mới là siêu sao một mùa. Dade trôi dạt sang Trung Quốc và sa sút phong độ nghiêm trọng. Pau sau chiến tích huy hoàng tại MSI 2015 đã phải gắn liền với cơn ác mộng mang tên chiến thuật. Chỉ có điều đối thủ của họ vẫn ở đó, vẫn hiên ngang nâng cao chiếc cúp vô địch chung kết thế giới hai lần liên tiếp. Faker đạp đổ từng chướng ngại vật để ngự trị trên đỉnh một cách vô cùng xứng đáng. Anh chính là hiện thân cho một thứ mà người ta gọi là sự hoàn hảo bất chấp quy luật. Vạn vật cho dù thay đổi nhiều đến như thế nào theo dòng chảy của thời gian, thì trình độ và đẳng cấp của Faker vẫn còn đó, vẫn mãi tồn tại. Anh vẫn là một quân bài quý giá mà T1 chiếm hữu. Chúng ta vẫn cứ vui vì có thể sẽ vẫn nhìn thấy Faker thi đấu những ngày tháng đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, huyền thoại đường giữa sẽ quyết định nghỉ hưu và rút lui khỏi dòng chảy của liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Đến khi đó, tất cả những gì còn đọng lại trong mỗi người chỉ còn là những kỷ niệm. Faker mãi mãi là một ký ức khó phai, một nhân chứng cho lịch sử phát triển của liên minh huyền thoại thế giới, một huyền thoại bất diệt trong lòng của nhiều thế hệ đã trót yêu bộ môn thể thao điện tử này. Hy vọng rằng Faker và T1 sẽ thi đấu thật tốt tại MSI, bên cạnh đó là LCK mùa hè và có thể xa hơn là chung kết thế giới. Faker rồi sẽ lại vô địch thế giới và anh mãi mãi là huyền thoại. Năm nay thì là một năm mà đang kỳ vọng khá là nhiều về Faker. Các bạn vừa theo dõi video cà phê tuyển thủ Faker sụp đổ và vinh quang của cà phê Liên Minh. Tức là câu chuyện về Faker giải nghệ hay là Faker tìm kiếm chiếc cúp trước khi giải nghệ nó là câu chuyện cách đây nhiều năm rồi. Còn bạn thích các bạn nhiều nhé, ở khúc cuối thì nói hơi văn vở và lan man chút. Tức là câu chuyện mà Faker sẽ tìm chiếc cúp sau đó trước khi giải nghệ sau khi thất bại tại chung kết 2017, nó là một câu chuyện mà đã nhiều năm rồi. Từ năm 2018-19 bắt đầu người ta bắt đầu tìm kiếm cái điều đấy, viết Faker cũng sắp giải nghệ rồi. Kiểu đến lúc nào đó sẽ phải giải nghệ thôi và chưa biết khi nào, bởi vì bên Hàn cái luật nghĩa vụ quân sự nó rất là căng. Thế nên là đợt gần đây thì lại đang có một cái tia sáng nó thắp lên, đó là Faker sẽ nếu mà có thành tích tốt tại ASEAN 2022 này thì có thể sẽ được có những cái chế độ nghĩa vụ quân sự đặc biệt để giúp các cái người mà có những cái đóng góp tốt cho tổ quốc, người ta có thể tiếp tục con đường sự nghiệp nó tốt hơn. Thì năm nay là một năm mà có thể kỳ vọng được. Tôi nghĩ là đội hình này của T1 thì mùa hè sẽ gặp một chút khó khăn so với mùa xuân, ở chỗ là mùa hè thì các đội người ta sẽ đánh gắn kết với nhau hơn. Meta thì cũng chưa biết, và cái thứ hai nữa là có thêm Nuguri trở lại đội hình DK nữa, 99% là như vậy. Thì có thể việc cạnh tranh chiếc cúp vô địch nó sẽ khó hơn so với mùa xuân, nhưng mà tôi nghĩ là kể cả Nuguri có trở lại đội hình DK thì cũng chỉ là một đội hình cạnh tranh với T1 thôi, chứ bảo là họ hơn T1 thì cũng không hẳn. Không hẳn là hơn nhé. Thì MSI mùa xuân, MSI mùa hè, ASEAN và chung kết thế giới, đó năm giải. Năm nay có 5 giải nha các bạn. Để xem là T1 đếm được bao nhiêu cúp trong năm cái cúp đấy. Không, ASEAN thì không có cúp, ASEAN nó chỉ có huy chương vàng thôi. Thì để xem năm nay như nào anh em nhé. Cảm ơn Cafe Liên Minh vì một clip rất là hay. Rồi, kết thúc tiết mục reaction tại đây nhé anh em nhé. Reaction đến đây thôi nhé.